xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Thì hôm nay Dung sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bạn một trong những cái chai nước hoa mùi trà mà mình đánh giá là hay nhất hiện nay. Đó là chai Russian Tea của nhà Nick Max Milano. Thì trước khi nói về cái chai Russian Tea này thì mình sẽ nói qua về cái nhà Nick từ Ý ra mắt năm 2010 Max Milano này một tí nha. Thì cái nhà Max Milano này được những người trong cái giới chơi nước hoa và yêu mùi hương nói chung á đánh giá rất là cao về các chai nước hoa của họ. Những cái chai nước hoa của họ giàu tính sáng tạo, mùi hương làm rất là ấn tượng và rất là đặc biệt luôn. Mỗi cái chai nước hoa lấy ý tưởng từ một cái vở nhạc kịch. Một cái vở nhạc kịch của Ý kể về những cái khoảnh khắc trong cuộc đời, từng cảm xúc và từng giấc mơ trong quá khứ. Max có nghĩa là mặt nạ, Milano là Milan của Ý ha. Thì đến nay thì cái nhà Max Milano này họ có 18 chai nước hoa, trong đó có 12 chai nước hoa nằm trong bộ The Opera of Life, tức là vở nhạc kịch của cuộc đời á. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chai nước hoa nằm trong cái bộ sưu tập mà thuộc những cái bộ sưu tập những cái chai nước hoa đầu tiên của cái nhà Nick này, và cũng là cái chai nước hoa được giới yêu nước hoa đánh giá cao nhất và được biết đến nhiều nhất, đó chính là chai Russian Tea. Đây, cái chai Russian Tea trên cái phiên bản Dung đang cầm trên tay. Thì như mình nói rồi, những cái chai nước hoa của họ đều lấy cảm hứng từ những cái chương hồi của vở nhạc kịch Ý. Thì cái chai Russian Tea này nó thuộc chương 1 và hồi thứ 3. Ở ngay trên cái nắp của cái lọ nước hoa này mình sẽ thấy là số 1 và số 3 nè, cái hiệu La Mã ha. Cái chai Russian Tea này nó, cái bảng trên tay mình là bảng 35ml. Cái bảng 35ml này thì cái hộp của nó sẽ bằng giấy, và nó có một cái phiên bản là bảng 100ml nữa. Thì cái phiên bản đó là nó sẽ đựng trong một cái hộp bằng gỗ và rất là sang trọng. Hiện nay thì không có nhiều tiền nên vậy mình sẽ thử cái phiên bản mini này trước nha. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi cái chai này. Mình có cái tên của cái nhà Nick này đây ha, Max Milano. Và mình sẽ mở ra coi cho các bạn coi bên trong nè. À, mà Dung sẽ ưu tiên giới thiệu những cái chai hay và được nhiều người biết đến của cái nhà Max Milano này hơn là giới thiệu theo chương hồi ha. Đây, cái chai 35ml của chai Russian Tea này nó sẽ nằm trong một cái hộp giấy như thế này, trông khá là đẹp mắt. Ok, thì Russian Tea nó có nghĩa là trà Nga ha các bạn ha. Ở trên đây, trên cái nắp, cái thiết kế của cái chai nước hoa này rất là đẹp và mình thấy là cầm rất là sướng tay ha. Đây, mình sẽ thấy tên của chai nước hoa nè, Russian Tea ở bên dưới. À, các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ có tên là, có chữ Max Milano đều được khắc ở bên trong cái vòi của chai này. À, Russian Tea nè, Max Milano. Đây là một trong những cái chai nước hoa mà... À, mình xin nói sơ qua một chút luôn. Cái chai nước hoa mà mình đang cầm trên tay này là thiết kế mới nha. Đây là cái thiết kế mà theo mình đánh giá là nâng tầm của cái sản phẩm này rất là nhiều. Bởi vì cái sản phẩm này nó có giá thành rất là cao, nên vậy nên là cái thiết kế mới này nè, khiến cho mình cảm thấy là nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn cái bản cũ nhiều. Những cái bạn mà có cái bản cũ trà Nga thì các bạn sẽ thấy là nó hơi giống chai Lanvin de Lom 200ml á, nó dài như vậy nè. Còn cái đây là cái thiết kế mới ha. Mình vừa mới nói rồi, nhà này làm hai size là 35ml với lại 100ml. Thì cái size 100 thì nó sẽ có hộp gỗ và nó thiết kế chai màu vàng, nhìn rất là sang trọng, rất là đẳng cấp mà nó giá thành cũng rất là cao nữa. Thì ngay cái tên Russian Tea là nó đã nói lên cái mùi hương và cái concept của cái chai nước hoa này rồi. Thì cái chai Russian Tea này nó lấy ý tưởng từ cái nghi thức thưởng trà của người Nga. Thì thật sự là những cái chai nước hoa mà có chữ T ở trong cái tên của nó thì rất là nổi tiếng và được nhiều người chú ý đến. Ví dụ như chai Imperial Tea ha. Thì T tức là trà, đây là một cái nốt hương rất là độc đáo trong giới nước hoa. Một cái nốt hương mà có thể nói là unisex, cả nam và nữ đều xài được hết. Và T trà ở trong chai Russian Tea này nó là trà đen nha các bạn nha. Trà đen, trà mix với khói, đây là một loại nước thức uống rất là phổ biến ở phương Tây. Và đây cũng là loại trà mà nó có mùi vị là mạnh nhất và đậm nhất. Thì Russian Tea nó lấy cái tông trà là chủ đạo. Bên cạnh đó thì nó có thêm một chút bạc hà. Mới xịt ra thì mình sẽ ngửi thấy cái mùi bạc hà này rất là tươi mát. Sau đó thì nó sẽ có một số cái tông trái cây nữa. Một số cái tông trái cây, một số cái tông gỗ. Gỗ ở đây là gỗ bạch đàn. Và đặc biệt là gia thuộc và khói là hai cái nốt mà mình ngửi thấy rõ nhất bên cạnh nốt trà.
Có thể nói là đây là một cái mùi hương chủ điểm trà mà khá là lạ và độc đáo so với những cái chai nước hoa mùi trà khác. Một cái mở đầu thì mình, cái opening khi mà mình vừa mới xịt ra thì mình ngửi rất là tươi, nó rất là sáng do nó có bạc hà ở trong. Nhưng mà khi mà nó càng dry down thì cái mùi hương của nó càng đưa mình vào nhiều tầng lớp. Mình đánh giá đây là một cái mùi hương nó có chiều sâu và nó bóc tách từ từ và nó biến chuyển trên da. Một cái mùi hương mà khi mà bạn xịt vào từ đầu đến cuối nó không có thay đổi gì hết á, thì mình đánh giá là những cái mùi hương nó tuyến tính, nó chỉ có một màu thôi. Còn những cái mùi hương mà nó được làm rất là mượt, nó biến chuyển trên da một cách thú vị và hấp dẫn á, thì mình đánh giá những cái mùi hương nó họ làm đều tay hơn, họ làm cao tay hơn và nó tinh tế hơn. Thì Russian Tea là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng khi mà ngửi á, thì khiến cho mình cảm thấy là mình lắng đọng một tí, giống như là mình uống một cái ly trà ha vào buổi chiều rồi mình ngồi nhìn dòng người đi qua đi lại trên phố vậy á. Cái mùi hương nó rất là bay bổng, nó rất là nên thơ mà cũng không kém phần thú vị nữa. Ưu điểm lớn nhất của chai Russian Tea này đó chính là nó bám tỏa rất là tốt. Những cái chai nước hoa mà có mùi trà thường là bám kén, ví dụ như là Tuyệt Đỉnh Trà Nhài Imperial Tea của By Kilian ha. Cái chai nước hoa đó rất là mùi rất là hay nhưng nó bám rất là kén. Nhưng mà đối với mình, cái chai Russian Tea này khi mà mình xịt trên da thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 tiếng. Đây là một cái độ bám tỏa rất là khủng đối với một chai nước hoa mùi trà. Còn nếu mà mình muốn bám tỏa tốt hơn nữa thì mình có thể xịt nó lên quần áo và một lần mình xịt nhiều một chút, khoảng tầm 4 đến 6 shot thôi là đủ để mình cả ngày dài cái mùi hương nó luôn luôn lưu luyến, nó luôn luôn quẩn quanh mình. Thì nhược điểm của cái chai Russian Tea này là khá là đắt. Một cái phiên bản mini chỉ có tầm 35ml rất là đẹp trên bàn của mình thì nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 4 triệu. Mà một cái mùi hương này được một cái là một cái ưu điểm là do nó là mùi trà và nó rất là relax, nó rất là thư giãn. Nên vậy mình cảm thấy sử dụng cái mùi hương này nó vừa độc đáo mà nó khiến cho mình có một cái nét tính cách thú vị nữa. Mang cái mùi Russian Tea này thì bạn chỉ nên mang đến những ví dụ như những cái buổi mà trà chiều đi chơi cùng với bạn bè, hoặc là những nơi mà có cái không khí mà trang trọng một chút, cần sự lịch lãm một chút, cần sự tinh chế và không có ồn ào ha. Đó, một cái không gian yên tĩnh thì nó sẽ hợp với cái mùi Russian Tea này hơn. Nếu mà bạn là fan của trà ha, bạn biết chai trà chiều 5 giờ của Sẹt Luton, bạn biết chai trà đen The Noi 29 của Le Labo, bạn biết chai Imperial Tea của By Kilian, Wulong Cha của Nissan, thì mình nghĩ rằng nếu mà bạn yêu thích trà và đặc biệt là trà đen thì Russian Tea là chai nước hoa mùi trà đen không thể nào mà không thử được, bởi vì đây là một chai trà rất là hay. Và chỉ xếp riêng cho nhóm trà đen thì đối với mình Russian Tea là chai trà đen hay nhất hiện tại. Nếu mà mình có điều kiện thì mình nên trải nghiệm một cái mùi hương mà không những mà được đánh giá cao mà còn được đánh giá cao, rất là dễ dùng mà rất là sang trọng và ấn tượng như vậy nữa. Đặc biệt là do là giá thành cao nè, hiếm và nó thuộc phân khúc nít. Nên vậy nên là khi mà bạn sử dụng cái mùi hương này thì đảm bảo là bạn không đụng hàng rồi ha. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình về cái chai Russian Tea này và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.